bún xào chay nè cả nhà. Mình cũng đã hoàn thành cái món bún xào rất là ngon ha cả nhà. Có đậu phộng nè, hành phi nè, tương nè cả nhà. Nước tương tỏi ớt này ăn với bún xào là rất là ngon. Bún xào nếu ăn nước tương thì mình cũng không có cần làm mặn quá ha. Mình làm lạt lạt để mình ăn nước tương cho nó ngon. Hai, xin chào cả nhà đã đến với kênh ẩm thực Cò Công Quê Tôi. Hôm nay em chuẩn bị cho cái món xào, bún khô xào đó cả nhà. Ở đây em chuẩn bị một bịch bún khô ba cây dừa nè, bịch này là 500 g, và em xào với đậu que. Đậu que này cũng 400 g đậu que cả nhà, với hai củ cà rốt này cũng 300 g, với hành lá, ớt. Ở đây có củ hành tím á, anh em lột sẵn rồi lát mình phi ha, với đậu phộng rang. Ở đây thì gồm có muối, đường, sức cà no, tiêu, với đây là 4 miếng tàu hũ đó cả nhà. Ở đây thì em chuẩn bị cho cái chai nước tương này là nước tương Nam Dương, nước tương con mèo cả nhà. Lát nữa mình làm nước tương tỏi ớt mình ăn ha. Mời cả nhà vào bếp với em nha. Của cà rốt mình cũng bào xong cả nhà, giờ mình sắc sợi ha. Cà rốt mình cắt mỏng như đây là mình cắt nhỏ này nha cả nhà. Ví dụ có người họ cũng bào, họ cũng bào, họ bào quá sợi sợi, mà mình thấy bào sợi thì nó nhỏ quá. Rồi mình cắt cái này được rồi cả nhà, cắt vậy là mình cắt mỏng nó lại ha. Mình cắt nhỏ vậy cũng xong rồi nè cả nhà. Nó miếng như này nè, xào nó giòn nó ngon. Ở nhà có rau củ thì xào cũng được, xào cải, cái thì cái ngọt xào cũng được, với cà rốt giá hẹ cũng được. Còn mình thì hôm nay mình xào cà rốt với đậu cả nhà. Này thì cộng đầu bự mình cắt đôi ra cả nhà, mình rọc ra vậy ha. Còn cộng đầu nhỏ thì mình để nguyên vậy, nhỏ xíu thì mình để nguyên cho nó giòn. Đây mình cắt ra vậy nè, mình vẽ ra nè, mình xào bún mình nè. Cái đậu que mình cắt cũng nãy giờ cũng xong rồi nè cả nhà. Đậu que mình cắt đôi ra như vậy nè, cắt xong rồi mình đem đi ngâm nước muối ha. Nhìn ngon cả nhà. Mình chẻ đôi nè. Đậu hũ nè cả nhà, giờ mình cắt đôi ra. Cắt đôi ra mình cắt nhỏ ra như nè. Xong rồi mình đem vô cái lò nướng không dầu ở cả nhà, mình chiên. Nếu mà các bạn nào không có cái lò nướng không dầu hoặc là chiên không dầu thì mình để lên dầu mà lên bếp ga mình chiên cũng được, chiên lại cho nó ngon. Giờ mình cắt của hành tím thì mình phi luôn cả nhà. Mình làm bún xào có cái khuôn hành tím có hành phi, mình phi nó thơm nó ngon.
của hành tím mình cũng cắt xong rồi nè cả nhà. Giờ nếu mà có nắng thì mình phơi héo héo, còn nếu mà không nắng thì mình bỏ như loại như sống, mình để mình cái dĩa mình quay ít phút mình cho nó héo lại là mình đem ra mình chiên lại, mình phơi vàng á cả nhà. Giờ hành tím mình cắt xong mình chất như dĩa vậy cả nhà, mình đem vô trong lò vi sóng mình quay nó cho nó héo lại ha, mình cho vô lò mình quay. Giờ hành lá mình cắt khúc này luôn, lá mình xào chung. Quay héo héo vậy nè. Cho chút xíu một mắt vô nha. Mắt quan trọng. Phi cho cái mấy hành phi nó giòn ngon. Thì ai thích để một mắt vô phi cũng được, mà không thích thì phi không nó cũng ngon nữa. Mình thì hôm nay mình để chút xíu một mắt vô mình trộn lên mình phi á cả nhà. Cả nhà không phi mà một mắt này cũng được. Bắt cho nó ráo cái miếng củ hành ha. Khi hành phi mình cho dầu vô. Thì mình phi hành phi nha cả nhà. Phi mình cho dầu nhiều nhiều chút xíu nữa rồi mình xài dầu này nó thơm, mình xào rau củ cũng được. Để cho nó nằm vậy đi ha, chừng nào nó vàng này từ từ mình trở xong. Tắt nước cho mình luộc bún ha cả nhà. Đó. Bây giờ mất nước con bún thì mình cho chút xíu dầu vô để cho cái con bún nó mướt. Nó không có dính chùm với nhau lại. Mình cho thêm chút xíu muối. Bún nếu mà mình có ngâm đó, thì mình ngâm bún trước nếu lạnh đó, thì để nước sôi mình thả vô, thì mình chưa ngâm giờ mình thả liền luôn ha cả nhà, cho nó luộc từng nước nguội cho tới nước nóng đi, cho còn bún nó dai. Bịch bún này thì nó 4 miếng mà chắc mình xài chừng 3 miếng đủ rồi, giờ mình ăn 3 miếng tới 4 miếng ăn hết. Giờ mình nó cũng dần dần mình trở lại nha cả nhà. Phi cỡ gì nó vàng cũng vừa nè cả nhà. Giờ mình tắt lửa ha. Cái còn bún như vậy là cũng được rồi ha. Giờ mình đổ ra cả nhà. Giờ bún mình đổ ra mình để cho nó ráo ha cả nhà. Giờ mình cho chút xíu dầu hành phi vô cả nhà, nó thơm mà nó mướt. Trộn lên. Giờ cái đường với muối sắp no tiêu nè, mình cũng cho nó vô luôn đi, mình trộn tí xíu nữa rồi mình chỉ xào sơ thôi ha cả nhà. Trộn cho nó thấm như vậy. Bây giờ cái tàu hũ mình cũng sắp vô cái nồi chiên không dầu nè cả nhà. Mình cho vô lòng mình
mất 10 phút cả nhà. Ngày giảm ngày tí. Đó, mình chiên bằng nồi chiên không dầu vậy nè cả nhà, nó ngon ha. Dầu thêm miếng dầu nữa nha cả nhà. Xào dầu nhiều nó ngon hơn tí xíu chứ ít dầu nó không ngon. Rồi. Dầu nóng mình cho tỏi vô. Cà rốt vô trước ha. Cà rốt cắt nhỏ là có mau chín nữa nha, cho đậu vô luôn ha. Xào bún thì rau củ nhiều ăn nó ngon. Rau củ cũng tái tái này mình cho miếng đường vô ha, cho muối vô nha, cũng là no, đường muối tiêu cho hết luôn. Mình đi nếm theo cái khẩu vị của gia đình mình ha cả nhà. Trộn với bún nãy mình xào rồi á cả nhà. Giờ đậu mình cho hết vô chảo rồi, giờ mình cho bún vô luôn nha. Bún vô đây mình xào lên. Mình trộn lên ha. Mình quên cho hành nè, giờ mình cho hành luôn ha. Tàu hũ nè, nãy mình nướng ra nhà, giờ mình cho hết luôn ha. Mình xào với lửa nhỏ thôi, tại vì cái này nãy giờ mình xào hết rồi. Nó chín nè, giờ mình chỉ xào cho nó khô lại, nó ráo thôi. Ngò nè, mình cho ngò luôn ha. Này để lát mình trang trí lên dĩa. Ngon quá cả nhà. Mình nấu nước tương cả nhà. Đây mình cho 4 muỗng nước tương. Mình cho 2 muỗng nước ha. Đường mình cho 1 muỗng nè. Muỗng rưỡi đường nè cả nhà. Giấm nè, mình cho 1 muỗng giấm. Sau 2 phút giấm đường nó cũng tan hết rồi cả nhà. Thì cũng tùy theo giấm, ví dụ giấm cả nhà ở nhà mình chua thì mình xài 1 muỗng, còn giấm không chua mình xài 2 muỗng ha. Thì ăn với bún xào thì mình cũng không cần chua quá nữa, nó ngọt ngọt. Bây giờ nước tương nguội rồi mình đổ vào chén ha cả nhà. Ớt với tỏi mình cũng băm sẵn rồi nè, cho vô ha. Ớt với tỏi nhiều nó ngon.
Cái này ớt sừng cả nhà, nó cũng không có cay. Hành phi nè cả nhà, nãy mình phi rồi, bây giờ mình cho miếng vô ha. Mời cả nhà ăn bún xào chay nha. Có là phộng ngon, phộng nhìn giòn mới béo. Ớt không cay, hành phi. Ngon cả nhà. Ngày xào bún chay ăn mình thích ăn á, nên mình không ăn gì mình để ăn bún, để bụng ăn bún bún xào ngon. À, thích ăn rau cải giá hẹ à, xào rau cải giá hẹ cũng được. Nhưng mà mình thích ăn đậu que, xào nó giòn ngon nên mình xào đậu que với cà rốt này, không có cải thìa xào cũng ngon, ăn cải ngọt á. Ngon quá. Mời cả nhà uống nước bú trơm nha. Giờ đá cho đã là qua khát nước. Ngon quá.
Video hôm nay cũng dài cả nhà, mình tạm dừng đây ha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video, hẹn gặp lại video sau. Nếu thấy thích thì xin cả nhà thương yêu mình thì đăng ký kênh cho mình, ủng hộ mình, mình cảm ơn rất là nhiều, và nhấn cái chuông bên tay phải cả nhà để nhận những video tiếp theo. Bye bye, hẹn gặp lại video sau.